này thiện hiện nhĩ giới chẳng hòa hợp tức là nhĩ giới chẳng hệ thuộc nhau nhĩ giới chẳng hệ thuộc nhau tức là nhĩ giới vô sanh nhĩ giới vô sanh tức là nhĩ giới vô diệt nhĩ giới vô diệt tức là nhĩ giới chẳng hòa hợp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp, tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau, tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh, tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô diệt. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra vô diệt, tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, tý giới chẳng hòa hợp, tức là tý giới chẳng hệ thuộc nhau. Tý giới chẳng hệ thuộc nhau, tức là tý giới vô sanh. Tý giới vô sanh, tức là tý giới vô diệt. Tý giới vô diệt, tức là tý giới chẳng hòa hợp. Hương giới, tý thức giới và tý xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp, tức là hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau, hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau, tức là hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra vô sanh, tức là hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra vô diệt hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra vô diệt, tức là hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, thiệt giới chẳng hòa hợp, tức là thiệt giới chẳng hệ thuộc nhau, thiệt giới chẳng hệ thuộc nhau, tức là thiệt giới vô sanh, thiệt giới vô sanh, tức là thiệt giới vô diệt. Thiệt giới vô diệt tức là thiệt giới chẳng hòa hợp nhau, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp, tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng hẹn thuộc nhau, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng hẹn thuộc nhau, tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên xanh ra vô sanh vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sanh, tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô diệt, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô diệt, tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, thân giới chẳng hòa hợp, tức là thân giới chẳng hệ thuộc nhau, thân giới chẳng hệ thuộc nhau, tức là thân giới vô sanh, thân giới vô sanh, tức là thân giới vô diệt, thân giới vô diệt tức là thân giới chẳng hòa hợp xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sanh xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sanh tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô diệt súc giới cho đến các thọ do thân xúc làm xuyên sanh ra vô diệt, tức là súc giới cho đến các thọ do thân xúc làm xuyên sanh ra chẳng hòa hợp. Này thiện hiện ý giới chẳng hòa hợp, tức là ý giới chẳng hệ thuộc nhau, ý giới chẳng hệ thuộc nhau, tức là ý giới vô sanh, ý giới vô sanh, tức là ý giới vô diệt, ý giới vô diệt, tức là ý giới chẳng hòa hợp. Pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp, tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau, tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sanh, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sanh, tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô diệt, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô diệt tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp